Sám văn: ngày nay mỗi người nên tự giác ngộ sanh tâm hổ thẹn, đã hiểu làm lành gặp lành, làm dữ gặp dữ thì không nên làm ác. Đã biết làm lành chẳng mất quả lành, làm ác tự rước lấy tai họa, thì chớ nên khinh thường sám pháp này. Chớ khinh thường điều thiện nhỏ cho là không phước. Giọt nước tuy nhỏ chảy lâu cũng đầy bát to, không tích thiện nhỏ đâu thể thành thánh hiền. Chớ cho ác nhỏ là không tội, bởi ác nhỏ nếu tích chứa lâu ngày cũng đủ chiêu quả diệt thân. Giải thích: mỗi chúng ta cần phải tự mình giác ngộ, khởi tâm hổ thẹn, ăn năn sám hối. Quả báo thiện ác không sai mãi mãi, lành dữ quả phúc đều do tâm ta chiêu cảm nên. Mặc dù mắt phàm của ta không thể nhìn thấu quá trình diễn tiến từ nhân đến quả, nhưng đây là điều hoàn toàn có thật. Lý do tuyệt tự. 2 năm trước tôi đi Quảng Đông, gặp một anh hơn 30 tuổi, kết hôn đã được 2 năm. Do bị chứng chết tinh và viêm tuyến tiền liệt mà vợ không thể mang thai, nên hướng tôi cầu giúp đỡ. Tôi bảo: anh sở dĩ mắc chứng bệnh này trị đã lâu mà không khỏi, nguyên nhân là do trước khi kết hôn, anh thường lăng nhăng, có lắm mối quan hệ yêu đương bừa bãi, bất chính, từng xâm hại phá hủy nhiều trinh tiết phụ nữ. Nếu như không chân thành sám hối, nguyện vì những cô gái bị anh hại đó, tụng kinh địa tạng hồi hướng, bày tỏ lòng ăn năn hối lỗi, thì nỗi oán hận của bọn họ dành cho anh thôi cũng đủ để khiến anh ngay trong đời này phải đoạn tử tuyệt tôn. Nếu như anh có thể phát nguyện từ đây nghiêm trì ngũ giới, thể dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, hằng ngày kiên trì vào mỗi buổi sáng hoặc tối quỳ trước Phật tụng một bộ kinh địa tạng hồi hướng cho những cô gái bị anh phá hại đời, thì dần dần bệnh anh sẽ khỏi. Còn nữa, những lúc rảnh thì nên niệm thầm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, tất sẽ sinh được con hiếu thuận, khỏe mạnh, dễ nuôi. Anh muốn cải tà quy chánh thì phải phát thệ như tôi bày. Trừ việc tụng kinh ra, còn phải mỗi ngày lễ Phật 100 lạy. Năm nay tôi lại đi Quảng Đông, thì vợ chồng họ ẵm một bé trai 1 tuổi đến gặp tôi. Thằng bé mi dài mắt to, tướng hảo phương phi, trông thật bụ bẩm, khiến họ vui mừng khôn xiết. Nguyện cho nam nữ thanh niên trong thiên hạ có thể nghiêm trì ngũ giới, thường tụng kinh địa tạng. Được vậy thì tương lai nhất định bản thân họ sẽ có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Vì trồng thiện nhân ắt được thiện quả, tạo ác tất phải chiêu quả ương. Quả phúc giữ lành thải đều do tâm tạo. Kinh Địa Tạng chính xác là một bộ kinh di diệu không thể nghĩ lường. Trong kinh giảng về quả báo tu thiện làm ác của người đời này lẫn đời sau, mô tả cảnh địa ngục đáng sợ, đủ khiến chúng sinh nghe xong kinh hoảng. Hồi đầu dứt ác hành thiện, nếu có thể từ đó thể giữ ngũ giới, lễ Phật tụng kinh, tu hành tinh tấn, càng sẽ thu được lợi ích lớn. Trong kinh nói, nếu có thể trong 10 ngày trai đối trước tượng Phật Bồ Tát chư hiền thánh tụng kinh này 1 bộ, thì khắp Đông Tây Nam Bắc trong khoảng 100 do tuần không bị tai nạn. Người ở trong nhà đó, dù lớn dù nhỏ, hiện tại vị lai, trong 100.000 năm vĩnh viễn lìa xa ác thú. Nếu có thể trong 10 ngày trai mỗi ngày tụng 1 bộ, hiện đời người ở trong nhà không bị bệnh dữ, y thực đầy đủ. Tụng kinh Địa Tạng có nhiều lợi ích, nhiều điều hay như thế. Những vị mới biết đến Phật Pháp, nếu không ngại, xin mời tụng thử 1 tháng xem sao. Nếu vị nào do bận rộn công tác, không thể y theo ngày tháng liệt kê trên mà tụng kinh, thì cũng có thể tụng bất kỳ thời gian nào. Cần nhớ kỹ, tuyệt đối không nên sát sinh, giết vật để ăn, phải bỏ mặn ăn chay, cũng không nên ăn ngũ tân. Làm được vậy thì quý vị sẽ thấy ngay trên thân mình sẽ phát sinh việc tốt lành bất tư nghị. Người đời đa số đều nghĩ sai lầm, cứ cho rằng chết là hết. Cảnh giới sau khi chết
cũng như thuyết lục đạo luân hồi của nhà Phật giảng là hoàn toàn không có thật. Nhưng hiện nay không ít học giả chuyên môn nghiên cứu kinh nghiệm lúc cận tử đã viết bài đăng lên báo làm thay đổi quan điểm này. Ngày 5 tháng 9 năm 2006, thời báo Sinh Mệnh đăng bài nghiên cứu của giáo sư Phùng Chí Vĩnh, tiền viện trưởng bệnh viện An Định Thiên Tân, là chuyên gia nghiên cứu đã viết bài kinh nghiệm sắp chết của 100 vị sống sót trong trận động đất Đường Sơn. Trong số nạn nhân này có nữ sĩ họ Địch tâm sự như sau: ý thức tôi hầu như dần dần lìa khỏi thân, bởi tôi đã có thể nhìn thấy mình. Tôi bắt đầu nhớ lại các việc trước đây, từ bé thơ rồi đi học, trưởng thành, yêu đương, những chuyện bình thường không hề lưu tâm, nhưng bỗng dưng đều nhớ rõ hết. Tình cảnh này chứng minh trong Kinh Lăng Nghiêm miêu tả: lúc lâm chung chưa xả hơi ấm, thiện ác cả đời ngày đó đều hiện ra. Tôi trước đây từng đọc nhiều bài viết trong nước lẫn ngoài nước, hoặc xem các VCD về vong linh của nước Mỹ, tường thuật những liên quan sau khi chết, nội dung chứng tỏ lục đạo luân hồi là có thật, có tồn tại, giống như trong Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Địa Tạng Phật đã giảng. Chỉ là do người không đồng quốc gia tường thuật nên phương thức trình bày có khác mà thôi. Đây cũng chứng minh lời Phật Thích Ca nói là chân ngữ, thật ngữ, trí huệ Phật thấu suốt tất cả, chúng ta không thể không tin. Ha ha ha,